Vâng, ở cái clip tiếp theo giới thiệu với khán giả một số những cây cảnh nữa. Anh Đại, anh đang đứng trên cái cây hoa giấy khá lớn, cây hoa giấy tím Bắc nhá. Thân cốt của cây này thì không phải bàn nữa, rất lớn. Gân mẹ này, hoa tím, cây khá cao nhá, quay thì nó ngược nắng. Tôi sẽ đứng lên cao để lấy hình cho chúng ta cùng xem. Ấy, Thân cốt co lắc của cây. ăn ăn đang trong lâm đã lở lớp rồi, giờ bắt đầu lại đậy lớp nữa, thấy không? Nhìn Tím chưa? Bắc. Bác nào thích chơi cây lớn nhá, không gian lớn thì có thể chơi những cây như này, Đẹp vào đặt không gian, sẽ rất đẹp. cây rực rỡ mà dáng cùng dẻo điệu đà. Anh giới thiệu thêm đi. Rồi thì cũng chia sẻ anh em, hôm nay là đây có một tác phẩm này, nó cũng như là mình làm theo kiểu mẫu tử. Phần tử thì dưới bụng của cây rất là đẹp, cân đối rồi, tử lát rất là đẹp và cái cành bay đổ cũng đẹp. Cái phần này cung như kiểu cung lão, mình làm theo cung lão, Điệu đà không? chia bông thì rất cân đối rồi và điểm ngọn đấy. Thì bây giờ mình đo đo phần kích thước cho anh em xem cái phần chân bậy. Cái này là vào 1m1 này đấy, nhìn thì tưởng Không, này anh chỉ đo cái gốc này thôi, đừng đo ra rễ ngoài nữa. 1m1 này, Hoành gốc gốc ở đây là vào 85 phân, 85 phân. 85 phân và chiều tàn. Dáng lão lão nhá. Lão có tay rơi, tay hồi. Chiều tàn 1m8. 1m8. Cây này lớn lắm, cây này đi. Cao là 2m35. 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 Rất đẹp. Báo anh giá em nhé. mà lấy cái này là mình để cho là 80 triệu bao ship cho anh em. 80 triệu bao ship. Một cây hoa giấy siêu khủng. Giang lão. Từ dưới lên này. Lên lắc. Lắc đa chiều cơ. Có cái ngọn quay đầu. Có tay rơi. Có tay hồi. Hoa giấy tím Bắc. Hoa tím ngắt luôn. Anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại nhé, để sở hữu cho mình cây này. Còn cái cây tiếp theo giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một cây ruối luồn lực lưu biếu. Các tay chốt được làm và định hình xong, đã cứng gọng rồi. Đây là dòng ruối rừng nhá, da trắng. Anh em nhìn cái lưu lên tự nhiên này, nhìn khá đẹp, độc đáo. Cốt ghê gớm. Đây là một trong những cái dòng ruối rất đẹp, cốt đẹp. Lâu lắm không đo cái vành của cây này. Mình xem đo cái này nó vào 1m38 phân. 1m38. Cây 38 cây đang được ép dầm nhá, mới bứt lá ra để ra những cái mầm mới này. Khi chúng ta bứt lá đi thì nó sẽ bật ra những cái mầm mới, sẽ dăm sẽ dày lên. Mặt chiều tượng nhất, nó đẹp nhất, lưu lực nhất. Cái mặt này là cái mặt đẹp nhất. Cái này nó làm vẫn chưa được hoàn thiện, đâm anh cứ làm anh chưa hướng về bán. Đợt này thì tôi cũng chia sẻ anh em như này, chuẩn bị lùn lực và đang để ở chậu này, vẫn là nuôi ở chậu này, chưa cho lên chậu khác. Gấu 1m38 và anh đo chiều tàn này. Chiều tàn của cây này là 1m1. 1m1 chiều cao. Chiều cao của cây này là 78 phân. 78 phân. Quá đẹp, lùn lực bao hai giá anh?
Cái này thì nếu để là 85 triệu bao ship cho anh em. 85 triệu bao ship. Một cây dưới lùn lực như tảng đá, tay bông định hình xong. Và cũng có phần cắt giật nhá. Da rẻ chun sụn, đu biếu, dòng dưới rừng da trắng, răm dày, lá có răng cưa. Vâng, và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Cây tiếp theo giới thiệu với khán giả, đây là một cây xanh Nam Điền ôm đá, một trong những cốt xanh lùn lực, có đường co lắc, già cây, da vàng. Cây này còn phần răm nữa. Đây chúng ta xem cái phần rễ ôm quặp vào nhé. Da vàng ươm, thân cốt rất đẹp, xụy, người trồng lù xụy hết, ụp ngấu hết đây. Cổ cốt này là cốt Nam Điền già đanh. Rồi đây đang để sao ở nó anh vật đổ xuống hay. Cái này nhiều nước đẹp, nước làm đẹp. Cái này vẫn để nguyên, chưa xử lý được, bận. Xanh Nam Điền dòng chất rất đẹp nhá. Lá xanh bóng cứng, già cây. Anh đo kích thước. Hoành đế. Thôi được, đo lại. Hoành đế đây là 88 thôi. 88. Cổ. Hoành cổ là 28 phân. 28. Chiều tàn của cái này 60. Chiều cao từ mặt đá mặt chậu lên đây là 62 phân. 62 phân. Cái này để cho anh em là 20 triệu bao ship. 20 triệu bao ship, một cốt xanh Nam Điền già vàng cây. Da bẹt, da rẻ chun sụn, dễ bẹt vào đá. Có cả lu. Đây, quay luôn con này cho anh. Vâng, giới thiệu thêm với khán giả một cây nữa bên này. Nam Điền cũng là dòng xanh Nam Điền chất đẹp nhá. Đây chất lá xanh Nam Điền đây. Nó già nó đanh, con này quánh mua từ ngày xưa. Lá xanh đen bóng. Đây là bộ đế nhá. Dẹt ôm hết rồi phần đá. Đường thân cũng có lắc này. Cái đòn anh làm lại, lấy điểm gấp lại. Hồi ra đây, bay. Cây này gọi dáng gì? Cái này thì thực sự làm cho một cái, theo một cái chiều cây. Cái này sờ tháo đi, cái điểm gấp hồi lại có bóng, cái đưa cái điểm tay đỡ. Nó dáng nó nghịch cây, mình làm nó lùn nực mà nó ôm đá lâu. Cái này sờ tháo ở một cái hòn non bộ ra. Đường co lắc cũng khá đẹp nha. Già cây. Đây, chúng ta nhìn từ hướng này nhá. Đấy. Đá ôm thì đá được những chiếc rễ ôm chặt này. Anh đo kích thước. Tay này là tay để thở lên míp míp cái sẹo này. Đấy phần cho này. Cành đấy đẹp, chốt phần đấy đẹp. 90. 90. 90. Chiều cao của cây này là 52 phân. Chiều tàn ra đây 55 phân. 55. Để cho anh em là 15 triệu. 15 triệu. 15 triệu bao ship, một cốt xanh Nam Điền già chun sụn. Da vàng. Cây khá già nhá. Cốt cách cũng nhìn bắt mắt. Anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại nhá để sở hữu cho mình cây này. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Cây tiếp theo giới thiệu với khán giả, đây là một cây ổi dáng thác đổ. Đổ. Đó này rất nhiều quả. Ổi găng nhá. Được trồng trên một chiếc thống cao bởi vì là cây thác đổ mà. Tay gọng được uốn rất điệu nhá. Anh đo kích thước đi. Đo chiều tàn. Anh em lấy thì để cho là 4 triệu rưỡi bao ship nha anh em.
4,5 triệu bao ship. Một cây ổi dáng thác đổ 80, ổi găng chiều bay 80, 80 chiều cao của cái này lên từ chân đế nhá, 65 phân từ chân chậu lên đấy, cao 65, thác đổ rất là đẹp, làm lâu rồi. 4,5 triệu bao ship à? Rồi bao ship cho anh em. Vâng, tôi sẽ dừng cái video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.